Tươi, nhà trưởng Lê Minh Trương, nhạc sĩ Hoàng Công Nghiệp, Gia Lê Minh, Vũ Anh Tuấn. Chúng tôi cũng xin mời các ca sĩ đóng góp trong chương trình, các nhạc trưởng Trần Văn Thủy, Phạm Hà, Đức Vân, Lê Hồng Quang và nhạc trưởng nào Nguyễn Hoàng Hương đâu ạ? Có ca sĩ Trích Liên thì đang đứng ở trên cao đoàn rồi. Chúng tôi một lần nữa xin thật cảm ơn quý khán giả đã ở đây đến giờ phút cuối cùng. Xin chúc quý vị ra về Việt Nam.